Thưa quý vị, theo Bộ Công Thương, để hoạt động trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam EU hiệu quả hơn, việc tối ưu hóa chất lượng hình thức thực hiện các dịch vụ logistics phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam EU trong điều kiện kinh tế mới dưới tác động của dịch Covid-19 và tiến tới hậu Covid-19 là một trong những giải pháp cấp thiết. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới về chỉ số hiệu quả logistics, Việt Nam cũng là nước có xếp hạng ở nhóm đầu trong các thị trường mới nổi với ngành logistics có mức tăng trưởng cao từ 13 đến 15%. Số lượng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics hiện nay là khoảng 4.000 doanh nghiệp, bao gồm cả dịch vụ kho bãi, giao nhận, vận tải đây là kết quả của những nỗ lực cải cách của chính phủ việt nam trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế nói chung và lĩnh vực hoạt động dịch vụ logistics nói riêng cũng như nỗ lực cải thiện từ nội tại bản thân doanh nghiệp sự phát triển của ngành logistics đồng thời sẽ tạo điều kiện để việt nam nhanh chóng trở thành một trung tâm sản xuất mới trong khu vực có năng suất lao động cao và năng lực cạnh tranh tốt